trước mắt quý vị và các bạn, Hành Vi đang test một bộ hát có tổng cái giá 75 triệu cho dăm. Thì bộ có hình ảnh anh dùng những thiết bị đến từ Mỹ. Một là sạc Vega Bass 50 3 đường tiếng. Một đôi súp sạc Vega Bass 50 combo đồng bộ với hãng, là một cặp song sinh. Con người đã tạo ra nó, nó sẽ đảm bảo nhiệm vụ xuất sắc về nghe nhạc và karaoke. Quá sạch và trong mà nhá. Cái mắt đánh đu đâu dày đâu ấm. Tiếng tép đánh leng keng lách tách, dùng cực kỳ ngọt. Và tiếng mát của phone thì rất là êm và sâu. Một lần nghe nhạc thì nó đã mục lời luôn. Chấm mắt đục đầy. Cũng như là hát karaoke thì bay sáng gọn, không như rít. Đồng hát cực sang, sang chảnh. Dài lâu tôi vẫn vui chiến đấu, không quan ngại gian nan. Giờ này người yêu tôi còn yêu hay quên rồi. Thành đô chẳng vui mà đâu mấy ai nhắc tên người. Bác nhá, nó hài hòa chi tiết đến từng mili cm một, sạch sẽ chi tiết, uy lực mạnh mẽ và ngọt ngào. Quá hay luôn, đẹp mắt sang chảnh và đẳng cấp. Đây là những bộ hát dành cho chủ tịch và xếp tổng thôi nhá. Ok, bây giờ nó hơi khuya, em cho giảm vốn tí giới thiệu. Thì cái bộ hát này Hành Vi sử dụng đến từ Mỹ. Cái này làm hai nhiệm vụ, một là nghe nhạc thì đã lời luôn bác nhá. Thứ hai là hát karaoke thì không còn điểm gì chê. Một đôi loa sử dụng 3 đường tiếng Bass 50, trung 3, Bass 50, trung 30 và tép kèn. Ok xem này. Nó quá đẹp đúng không ạ? Đấy. Hàng bãi xịn và đẹp xuất sắc luôn. Và một đôi súp sạc Vega, tức là lúc là cặp bài trùng bác nhá. Đấy. Và anh Nguyễn sử dụng một cụ đẩy đến từ Mỹ, đó là Soutop BA 1204 4 kênh. Hai kênh đánh nho đôi trên và hai kênh đánh đôi dưới. Một chiếc bằng số vua cao cấp S800. Với con này xử lý tín hiệu thì nó quá cao cấp rồi. Nó có thể nó đi vào từng cái khe của giải tần âm thanh. Sử dụng đến 32 cần điều chỉnh, quá cao cấp luôn nhá. Phần này có thể thay đổi logo được. Và một quản lý nguồn có lọc nguồn DB Acoustic. Một cái bộ đồ, một bộ mic DB Acoustic là bằng bluet. Đây em phải nhá Hành bác xem cái độ feel nó nhá. Feel nó này. Lệ 4 6 6 2 1 2. Tiếng xào xạc, tiếng bay, tiếng quýt. Bác thả thấp không vỡ trong ca. Hát cào to không cháy tiếng, không nhòe. Và giọng trung thì quá ngọt rồi bác nhé. Không ấu, không khó, không dù cũng thích. 1 2 4 6 2. Eco gì vợ thì nó vừa tầm sang chảnh. Quận là mới tính nhạc. Ngày mai em sẽ có bản full đầy đủ về bộ bác nhé. Qua có nhu cầu về bộ hát y này, liên hệ với Hành Vi theo số điện thoại 0936 583 110. Bộ này có tổng giá 75 triệu 600, cực kỳ rẻ nhá. Bác sở hữu một cái chất lượng âm thanh thì quá đẳng cấp luôn, và trang trí thì nó quá đẹp mắt bác nhá. Đấy, đẳng cấp luôn.